Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao về tình hình tổ chức và hoạt động của các Tòa án Nhân dân. Cùng dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Hiện cán bộ công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hệ thống tòa án nhân dân có 13.288 biên chế, còn thiếu 1.949 biên chế so với chỉ tiêu. Số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải giải quyết bình quân những năm gần đây tăng khoảng 6% một năm. Với tính chất ngày càng phức tạp, trong điều kiện vẫn phải thực hiện nghiêm việc tinh giảm biên chế theo quy định. Nhưng các tòa án vẫn không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo nên chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ việc được đảm bảo và có nhiều tiến bộ tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nhiều nguyên nhân chủ quan đã giảm đi đáng kể đáp ứng được yêu cầu mà nghị quyết quốc hội đề ra việc giải quyết các vụ án hình sự được đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội chất lượng tranh tụng được đảm bảo việc xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được đảng nhà nước và nhân dân đánh giá cao dư luận đồng tình ủng hộ đã áp dụng mức án phạt cao nhất đối với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của nhà nước Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và tăng cường, chú trọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, công tác bổ nhiệm thẩm phán còn có sự chậm trễ, công tác luân chuyển, điều động cán bộ, thẩm phán giữa các tòa án, nhất là điều chuyển về miền núi còn gặp nhiều khó khăn do chưa có nhà công vụ và chính sách kèm theo luân chuyển, điều động. Việc giải quyết các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng còn gặp khó khăn, vướng mắc như nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng về một số quy định của pháp luật còn chưa thống nhất việc xác định thiệt hại thực tế trong một số trường hợp rất khó khăn việc giám định thiệt hại thường bị kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng còn mang tính nguyên tắc thiếu quy định chi tiết cụ thể về thẩm quyền trách nhiệm trình tự thủ tục thu hồi tài sản tham nhũng tòa án nhân dân tối cao đã kiến nghị với chủ tịch nước việc hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy tòa án để tòa án hoạt động hiệu lực hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề đòi hỏi phải có sự thống nhất về mặt nhận thức và trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị thì mới có thể thực hiện được đề nghị chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với tòa án nhân dân tối cao trong quá trình xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành theo quy định tại Điều 367 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, phối hợp giải quyết rứt điểm các trường hợp bị kết án tử hình mà bản án đã có hiệu lực pháp luật, đã đủ điều kiện để thi hành án nhưng chưa thi hành.